Rồi, hello anh em nha. Lên cho anh em cục máy quay 110 con tự động không đời nha anh em. Cái máy này mình bán cho anh em giá 4,3 triệu nha anh em. Máy 110 con tự động không đời nha. Máy này zin lớn bơm nhất đời nè. Máy con tự động nha. Thì máy mình bán bao zin, không lay đồ, đúng máy đã xe Thái về ha. Chưa sử dụng tại Việt Nam. Bán dạng tính sắt máy. Đó. Anh em mua về muốn làm gì làm. Đó, bán bao như hình. Anh em cần thì cứ alo mình nha. Cục này bán giá 4,3 triệu nha anh em. Đó, máy quay Thái 110 con tự động. Con này mã đầu ET2 nha. Con tự động nè. Đó, máy này chắc máy zin như hình. Thích hợp cho anh em mua về lấy đồ. Hoặc là muốn làm gì làm. Thì mình bán mình bao zin, chỉ đúng cái máy như hình. Đúng máy đã xe Thái về ha. Chứ anh em mua giá này mà đừng có kêu thắng mày phải bao nguyên zin đầu nồi chưa rớt. Bao đủ thứ bao này kia không có đâu anh em. Mình biết cái máy, ví dụ cái máy này máy nguyên zin đầu nồi chưa rớt hả? Cái máy này nếu mà đầu nồi chưa rớt đầu lòng đi. Mình bán kiểu đó rồi cái đầu lòng rớt là mình bán 5-6 triệu rồi, cần gì mình phải bán nguyên cục máy giá 4 triệu mấy đúng không? Đó, nó là vậy. Mình bán giá sát, tính giá sát. Đó, mua sao bán vậy. Rồi cái máy này mình bán giá 4,3 triệu. Máy quay Thái 110 con tự động không đời. Đó, y chang máy quay Thái 110 mình thôi, chỉ khác là bộ lửa và cái lốc là nó máy không đời thôi. Số nồi này kia y chang máy quay Thái 110 có đời như ở Việt Nam mình.